Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 Tây tháng 9 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Vivek Ramaswamy và lời nói dối của kẻ mỹ dân rẻ tiền. Bài của Praji Gupta. Kính thưa quý vị, Vivek Ramaswamy là một người ngoại lệ trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa. Anh ta là con trai của một gia đình người nhập cư Ấn Độ theo đạo Hindu, da nâu và dưới 40 tuổi. Anh ta thuộc nhóm nhân khẩu học nghiêng hẳn về Đảng Dân Chủ và thường là mục tiêu của các chính sách của Đảng Cộng Hòa. Ngay cả khi Ramaswamy khó có thể giành được đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa, điều đó được xem là không thể hay rất khó. Nhưng mà chỉ trong một vài tuần vừa qua, ông ta đã tạo ra ảnh hưởng khá bất ngờ. Ông ta đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước các chính trị gia đã từng nổi tiếng trong sự nghiệp chính trị, bao gồm cả Mike Pence, Nikki Haley, Tim Scott hay là Chris Christie, để giành được vị trí thứ ba trong Đảng Cộng Hòa sau Ron DeSantis và Donald Trump. Theo các cuộc thăm dò sơ bộ, thì Ramaswamy gần như hiện diện khắp nơi trên các phương tiện truyền thông và sau cuộc tranh luận đầu tiên, đã có hơn 1 triệu lượt tìm kiếm cái tên Vivek Ramaswamy chỉ trong vòng 24 giờ. Trong khi Donald Trump gọi ông ta là người chiến thắng trong cuộc tranh luận, thì Ramaswamy cũng đã đáp lễ và gọi lại Trump là tổng thống tốt nhất của thế kỷ 21. Nghe thật nực cười thưa quý vị. Họ đang khen tặng nhau vì lý do gì? Ứng cử viên người Mỹ gốc Á Vivek Ramaswamy, ông ta đang trao truyền một thông điệp nguy hiểm đến người Mỹ và đặc biệt là người Mỹ gốc Á. Khi mà Vivek Ramaswamy mở cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống Đảng Cộng Hòa đầu tiên vào tháng trước, ông ta đã từng thừa nhận rằng bản thân ông ta không phù hợp với khuôn mẫu của một ứng cử viên tổng thống truyền thống của Đảng Cộng Hòa. Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta coi sự trỗi dậy kỳ lạ của Ramaswamy là một sự may mắn. Không, thưa quý vị, nhà đầu tư mạo hiểm triệu phú này là một con ngựa thành Troy. Ông ta đại diện cho một thế hệ trẻ hơn, đa dạng hơn về chủng tộc. Nhưng mà ông ta vẫn tán thành cùng một hệ tư tưởng cực kỳ bảo thủ, cánh hữu cực đoan của Donald Trump. Một nhân vật 77 tuổi, và ông ta hiện là đặc tính tự lập, là tính cách được khá nhiều người ủng hộ. Donald Trump yêu thích ông ta. Như nhà báo bảo thủ của tờ New York Times, Ross Douthat, đã nói rằng hai tính cách của ông ấy là con trai của những người nhập cư bảo vệ chủ nghĩa tư bản và chế độ nhân tài, đồng thời là doanh nhân chính sách hứa hẹn rằng ông ấy có thể đánh bại tình trạng tỉnh táo bằng cách tái thiết bộ máy quan liêu về quyền công dân liên bang. Chỉ ra nền tảng nơi mà một phần quan trọng bên phải muốn chiến đấu trong trận chiến của mình. Có thể nói là cốt lõi của những tính cách đó và nguồn gốc của sự hấp dẫn của Ramaswamy là khuôn mẫu nguy hiểm được gọi là thiểu số kiểu mẫu. Đây là một câu chuyện về khả năng tự lập và tài năng bẩm sinh được thêu dệt xung quanh việc thành lập một tầng lớp chuyên nghiệp người Mỹ gốc Á vào những năm 1960. Nó đã được sử dụng kể từ đó để xóa bỏ các quyền công dân, để chia rẽ các cộng đồng da màu và duy trì huyền thoại về một nước Mỹ chỉ là một màu da trắng. Kính thưa quý vị, sự xuất hiện bất ngờ của một người đàn ông Mỹ gốc Ấn Độ trong một Đảng Cộng Hòa gồm hầu hết là những người bảo thủ da trắng đã cho thấy hình ảnh của cái gọi là thiểu số kiểu mẫu có thể bị thao túng như thế nào để mở rộng sức hấp dẫn của các ứng cử viên người Mỹ gốc Á
trong cơ sở đảng Cộng Hòa chủ yếu là người da trắng. Và nó cũng có thể cung cấp một lộ trình mới cho những người Mỹ gốc Á khác vươn lên trong đảng Cộng Hòa. Niềm tin cứng rắn của Ramaswamy, nó bắt nguồn từ việc chấp nhận chế độ nhân tài một cách không hối lỗi trong việc theo đuổi sự xuất sắc. Khi mà ông ta nói rằng, tôi nghĩ mọi thứ nên thiên về chế độ nhân tài hơn. Bạn tiến về phía trước và đạt được tiềm năng do Chúa ban cho mình, bất kể đó là gì, theo cách không bị giới hạn bởi bất kỳ trở ngại nào cản đường bạn. Ramaswamy, coi khả năng thu hút các nhà đầu tư và thực hiện giấc mơ Mỹ của mình là lý do khiến ông được bầu và đủ tiêu chuẩn để làm lãnh đạo đất nước. Ramaswamy nói trong một cuộc tranh luận rằng, cha mẹ tôi đến đất nước này khi mà không có tiền trong tay cách đây 40 năm. Tôi đã thành lập được những công ty trị giá hàng tỷ đô la. Tôi đã làm điều đó khi cưới vợ tôi là Abovra, nuôi dạy hai đứa con trai của chúng tôi, tuân theo đức tin của chúng tôi nơi Chúa. Đó là giấc mơ Mỹ. Kính thưa quý khán thính giả, Ramaswamy đã sử dụng giấc mơ đó của mình như một phương tiện để biện minh cho sự áp bức và phủ nhận sự tồn tại của nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống tại nước Mỹ. Trong cuốn sách của mình, Ramaswamy đã viết rằng đã từng có thời kỳ phân biệt chủng tộc lan tràn đến mức đòi hỏi một phản ứng xã hội toàn diện. Nhưng mà câu kết này, quý vị nghe kỹ. Ông ta nói rằng thời đại đó đã kết thúc. Câu chuyện đó đã lui vào dĩ vãng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ không còn phân biệt chủng tộc tại nước Mỹ. Hệ thống đó không còn tồn tại. Đó là những lời nói láo, thưa quý vị. Có đúng như lời Ramaswamy nói hay không? Rằng sự phân biệt chủng tộc tại Mỹ đã chấm dứt. Rằng những người gốc Á nói chung đang được những người Mỹ da trắng tôn trọng và đặt ngang hàng với họ hay không? Đúng là nói láo, không ngượng miệng, chỉ để làm vui lòng Trump và các thành phần cực hữu của đảng Cộng Hòa. Ramaswamy gọi hành động phản đối quyền chuyển giới và phá thai là bệnh hoạn. Ông ta gọi biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp. Ramaswamy đề xuất tước bỏ mọi phúc lợi xã hội hoặc quyền giám sát của chính phủ. Thay vì tìm hiểu lý do tại sao hoặc bằng cách nào một gia đình người nhập cư Ấn Độ đã thành công bất chấp khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc ngày càng lớn ở Mỹ và sự bất bình đẳng đáng kinh ngạc như vậy, thì Ramaswamy sử dụng đặc quyền của mình để giải thích theo suy nghĩ thiển cận của ông ta và tự áp đặt quan điểm này lên tất cả những người Mỹ gốc Á tại Mỹ. Mục đích mờ ám của Ramaswamy là khiến những cử tri Mỹ gốc Á, dù muốn dù không, hãy cố mà quên đi. Hãy quên đi lịch sử phân biệt chủng tộc có hệ thống ở nước Mỹ. Từ cuối những năm 1800 cho đến giữa những năm 1960, việc nhập cư từ châu Á đã bị cấm hoàn toàn hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt. Và trong chiến tranh lạnh cũng như giữa phong trào dân quyền, thì các nhà lãnh đạo Mỹ cảm thấy bị áp lực là phải tỏ ra là một nền dân chủ thực sự trên trường thế giới. Và cũng chính vì thế mà các nhà lập pháp đã thông qua đạo luật nhập cư Hart-Celler mang tính bước ngoặt vào năm 1965 và bắt đầu tiếp nhận những người nhập cư có trình độ học vấn cao và mối quan hệ gia đình rõ ràng cũng như có kỹ năng chuyên môn là những người thuộc tầng lớp chuyên nghiệp của châu Á. Giới trí thức, công chúng da trắng, họ cho rằng những người Mỹ gốc Á năng động và đưa ra một khái quát sâu rộng rằng người châu Á nói chung làm việc chăm chỉ, có gia đình gắn bó với nhau, vốn đã thành công và ngoan ngoãn về mặt chính trị. Những người Mỹ gốc Ấn Độ như là Ramaswamy, một người theo đạo Hindu và Bà La Môn, đã trở nên nổi tiếng trong bối cảnh của huyền thoại này. Và chỉ trong hơn một thế hệ, người Ấn Độ đã nổi lên như một nhóm nhập cư giàu có
và có học thức nhiều nhất trong nước Mỹ. Và câu chuyện về sự thành công của sự vượt trội của cộng đồng Ấn Độ này, nó đã thúc đẩy dân biểu đảng Cộng hòa Georgia Rich McCormick đã tóm tắt trong nhận xét về các cử tri của người Ấn Độ của ông ta trước quốc hội vào tháng 1 rằng họ nằm trong số những nhà sản xuất hàng đầu và họ không gây ra vấn đề gì. Họ tuân theo luật pháp, họ không gặp phải những vấn đề mà chúng tôi thấy những người khác gặp phải. Họ là những người làm việc hiệu quả nhất, hướng đến gia đình nhất và là những người đại diện tốt nhất cho công dân Mỹ. Thưa quý vị, phải thật sự mà nói là thành công phi thường của những người Mỹ gốc Ấn Độ, nó không chỉ đơn giản là kết quả của lòng can đảm của người nhập cư hay là tài năng bẩm sinh, như là những người như Ramaswamy hay là McCormick đã miêu tả. Theo cuốn sách The Other 1%, Indians in America, cộng đồng người Mỹ gốc Ấn phần lớn đã được định hình bởi một hình thức phân tầng xã hội vô hình nhưng rất nghiêm ngặt. Những người thuộc tầng lớp và đẳng cấp cao nhất ở Ấn Độ Bà La Môn đứng đầu, luôn đứng đầu và có nhiều khả năng tiếp cận được những trường học và công việc tốt nhất, hỗ trợ hệ thống nhập cư của Mỹ, lựa chọn những người nhập cư có đặc quyền vào các công việc cao cấp. Ramaswamy là hiện thân của hiện tượng đáng lo ngại có thể xảy ra sau đó. Như tiểu thuyết gia Sanjana Satyan đã viết trên tờ Times rằng những người Mỹ gốc Ấn thuộc nền văn hóa nhóm của tôi thường là những người theo đạo Hindu giàu có đẳng cấp thống trị, thường tích cực đón nhận những câu chuyện tự coi mình là những thành công vĩ đại của nước Mỹ. Với tư cách là những người ngoài cuộc khẳng định giấc mơ Mỹ trọng nhân tài. Thưa quý thính giả, việc bỏ qua những đặc quyền xã hội nó đã góp phần tạo ra những quan điểm sai lầm rằng nước Mỹ là một quốc gia mà bất kỳ ai cũng có thể vươn lên chỉ nhờ vào làm việc chăm chỉ và rằng người da màu không gặp phải rào cản thành công hay là bị phân biệt chủng tộc, màu da. Chủ nghĩa ngoại lệ nó rất hấp dẫn bởi vì nó có thể mang lại cho người nhập cư và con cái của họ cảm giác an toàn. Ở một đất nước luôn coi người Mỹ gốc Á là người nước ngoài, thì nhận thức về vẻ ngoài bẩm sinh đã thành công, rất chăm chỉ và đạt được thành tích cao chỉ có thể giúp một người cảm thấy dễ dàng được chấp nhận hơn mà thôi. Nhưng mà huyền thoại này nó đã che khuất một thực tế khá phức tạp rằng người Mỹ gốc Á nói chung là một nhóm rộng lớn hơn, bao gồm 20 triệu người và 24 sắc tộc khác nhau, cũng phải chịu sự bất bình đẳng về thu nhập rất sâu sắc so với bất kỳ nhóm dân tộc nào khác. Rằng thanh niên người Mỹ gốc Á là nhóm chủng tộc duy nhất có nguyên nhân tử vong hàng đầu là tự tử. Rằng người Mỹ gốc Á đã phải đối mặt với sự gia tăng bạo lực phân biệt chủng tộc. Rằng ngay cả thành công kinh tế cũng không dỡ bỏ được các rào cản ở các công ty Mỹ, nơi mà người Mỹ gốc Á là nhóm chủng tộc ít có khả năng được thăng chức quản lý cấp cao nhất. Như vậy, việc chấp nhận câu chuyện ngụ ngôn về các nhóm thiểu số kiểu mẫu của Ramaswamy đã khiến cho việc giải quyết những bất bình đẳng này gần như không thể thực hiện được. Bởi vì nó cho rằng người Mỹ gốc Á miễn nhiễm với đấu tranh. Ramaswamy, ông ta không phải là ứng cử viên chính trị đầu tiên của đảng Cộng Hòa người Mỹ gốc Ấn Độ và cũng không phải là người Mỹ gốc Á viện dẫn khuôn mẫu hoặc tập trung vào khả năng được bầu của mình xung quanh ý tưởng về chế độ nhân tài. Karthik Ramakrishnan, giáo sư khoa học chính trị và chính sách công tại Đại học California Riverside và là người sáng lập AAPI Data đã nhận xét rằng Ramaswamy đã tạo ra một khung trời huyền thoại thiểu số kiểu mẫu được hiện đại hóa và cập nhật cho phù hợp với thời kỳ hiện tại của người Mỹ gốc Á. Ramaswamy đang nhảy ra khỏi nền tảng mà Donald Trump đã xây dựng với ý tưởng rằng
Bạn không cần kinh nghiệm chính trị trước đó. Bởi vì trên thực tế, kinh nghiệm chính trị trước đó chỉ là một gánh nặng, chứ không phải là một tài sản. Và một triệu phú tự thân có nhiều thứ hơn để cống hiến hơn một người có kinh nghiệm chính trị trong chính phủ. Khi mà làm như vậy, Ramaswamy có thể đang tạo ra một khuôn mẫu mới cho một kiểu người Mỹ gốc Á giàu có, đầy tham vọng trong đảng Cộng Hòa. Và đối tượng chính của Ramaswamy là cử tri da trắng, bởi vì đó là nơi có phiếu bầu nhiều nhất. Sự nổi tiếng của ông ta trong nhóm dân số đó, nó cũng cố định kiến nguy hiểm về người Mỹ gốc Á, và khẳng định điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến quyền công dân cho mọi người. Sau nhiều thập niên vô hình, quyền lực chính trị của người Mỹ gốc Á đang gia tăng nhanh chóng. Sức mua của người Mỹ gốc Á đang tăng với tốc độ nhanh hơn so với các nhóm chủng tộc thiểu số khác. Và họ là nhóm tăng trưởng nhanh nhất trong cả nước. Như các cuộc bầu cử gần đây, thưa quý vị, ở các tiểu bang chiến trường như là Georgia, cũng cho thấy rằng khi mà người Mỹ gốc Á đại diện cho một phần nhỏ dân số cả nước, nhưng mà tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của họ vẫn có thể làm thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử. Nhưng mà liệu ảnh hưởng ngày càng tăng của người Mỹ gốc Á có trở thành một cách để xóa bỏ định kiến và đoàn kết các cộng đồng da màu hay không? Hay là thay vào đó, nó sẽ trở thành một cách để củng cố hệ thống phân cấp chủng tộc hiện có của nước Mỹ? Những người Mỹ gốc Á, họ tiếp thu huyền thoại thiểu số kiểu mẫu của Ramaswamy, cũng có nhiều khả năng thể hiện cái thái độ chống người da đen và có hành động phân biệt chủng tộc rập khuôn như là những người Mỹ da trắng. Đảng Cộng Hòa từ lâu họ đã có vũ khí hóa huyền thoại thiểu số kiểu mẫu để cố gắng chia rẽ các cộng đồng da màu và tạm coi những người Mỹ gốc Á là những người gần có nước da trắng. Và điển hình là trong vài tháng trước đây, thống đốc của tiểu bang Florida Ron DeSantis, ông ta đã kêu gọi dạy lịch sử người Mỹ gốc Á ở Florida, một lĩnh vực lịch sử thường bị bỏ qua trước đây trong các lớp học, nhưng mà lại cấm lý thuyết phê phán chủng tộc ở trường học và từ chối khóa học lịch sử của người Mỹ gốc Phi. Đó là một nỗ lực nhằm chia rẽ người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Phi da đen. Tuy nhiên, bản thân người Mỹ gốc Á là một cấu trúc chủng tộc không thể hiểu được nếu mà không có những hiểu biết sâu sắc về lý thuyết phê phán chủng tộc tại nước Mỹ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, trong cuộc bầu cử năm ngoái ở tiểu bang California, nơi 15% dân số được xác định là người Mỹ gốc Á, giám đốc điều hành của Liên minh Thiên tả Mạng lưới quyền lực người Mỹ gốc Á là Nadia Benkin đã nói với Washington Post rằng các chiến dịch của đảng Cộng Hòa đang kéo cộng đồng người Mỹ gốc Á về phía họ và thậm chí còn khiến một số cử tri cảm thấy họ được nhìn nhận theo cách mà những người cấp tiến khác màu da không có. Đó là với mục đích để gây chia rẽ, để trị. Ramaswamy, ông ta đang mang lại những nỗ lực như thế này với một bộ mặt của đảng Cộng Hòa trở nên thân thiện hơn, tạo ra con đường cho đảng Cộng Hòa duy trì sự phù hợp trong bối cảnh ngày càng đa dạng về chủng tộc của Hoa Kỳ mà không cần phải thay đổi hệ tư tưởng của họ. Các cử tri nên cảnh giác với việc Ramaswamy háo hức ca ngợi nền tảng giáo dục đặc biệt của mình và việc đảng Cộng Hòa sẵn sàng coi đó là sự thật. Thưa quý vị, đó là một chiến lược loại bỏ cơ hội dưới chiêu bài tạo ra nhiều cơ hội hơn. Và nói tóm lại, Ramaswamy là một kẻ mỹ dân rập khuôn Donald Trump. Ông ta đang cố gắng đánh bóng bản thân mình, tiếp tay với đảng Cộng Hòa để ru ngủ người Mỹ gốc Á, nhằm thâu được lợi ích cho một thiểu số kiểu mẫu có đặc quyền, những thành phần người Mỹ gốc Ấn Độ giàu có, trong đó có Ramaswamy, chứ không phải lợi ích cho tất cả những người Mỹ gốc Á trên đất Mỹ. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị.
với nhan đề Tommy Tuberville đang hỗ trợ và tiếp tay cho những người cộng sản bằng phong tỏa quân sự. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro, ông đã lên tiếng chỉ trích thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tommy Tuberville vì ông ta tiếp tục phong tỏa các hoạt động thăng tiến quân sự. Bộ trưởng Hải quân đã lên án thượng nghị sĩ Alabama Tommy Tuberville vì đã hỗ trợ và tiếp tay cho các chế độ cộng sản bằng việc phong tỏa các chương trình thăng tiến quân sự kéo dài hàng tháng trời để phản đối chính sách phá thai của Bộ Quốc phòng. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông ta đã chặn hàng trăm chương trình thăng chức kể từ tháng 3 để phản đối chính sách của Bộ Quốc phòng hoàn trả chi phí đi lại cho các quân nhân phải ra khỏi tiểu bang để phá thai. Bộ Quốc phòng đã cảnh báo rằng lệnh phong tỏa khiến cho ba nhánh của quân đội không có người lãnh đạo chính thức, gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro hôm thứ Ba đã đưa ra lời tố cáo là gây gắt nhất. Ông Del Toro là người sinh ra ở Cuba, đã nói rằng là một người sinh ra ở một quốc gia cộng sản. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng nước Mỹ lại có một trong những thượng nghị sĩ của chúng ta lại thực sự hỗ trợ và tiếp tay cho các chế độ cộng sản và các chế độ chuyên quyền khác khắp thế giới bằng một tâm địa nhỏ mọn, ích kỷ. Điều này thực sự có tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia. Tommy Tuberville đã ngăn chặn một chương trình khuyến mãi quân sự 301 chưa từng có về chính sách phá thai, dẫn việc quân đội, hải quân và thủy quân lục chiến chỉ được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo quân sự tạm thời, thay vì những người đã được xác nhận. Một số quan chức ngũ giác đài, họ đã bình luận rằng nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, thì Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân sẽ phải được đổi tên thành Tham mưu trưởng Liên quân, tức là chỉ còn có một người. Bộ Quốc phòng mỉa mai lưu ý trong một bản tin ngắn hôm thứ Ba, cho biết như vậy. Ngũ giác đài cho biết là chính sách này sẽ được giữ nguyên và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là tướng Mark Milley cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ có thể hiểu việc phong tỏa của Tommy Tuberville là Hoa Kỳ đang ở trong một tình trạng chia rẽ nội bộ, bất ổn ở cấp cao nhất của quân đội. Tommy Tuberville tiếp tục khẳng định một cách sai lầm rằng ông ta không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc sự sẵn sàng của quân đội Hoa Kỳ. Khi mà ông ta nói rằng tôi thất vọng khi một bộ trưởng lại nói như vậy về một thượng nghị sĩ. Bạn cảm thấy tồi tệ khi chúng ta có những nhà lãnh đạo trong nước như vậy. Tuberville nói với Manu Raju của CNN rằng nếu tôi nghĩ điều đó gây tổn hại đến sự sẵn sàng của an ninh quốc gia, của quân đội, thì tôi sẽ không làm điều này. Nhưng mà sự thật thì nó không phải như vậy. Riêng người phát ngôn ngũ giác đài John Kirby đã đáp trả vào cuối buổi tối hôm đó. Ông nói cũng trên CNN rằng lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho thượng nghị sĩ là nếu ông không muốn bị chỉ trích vì nỗ lực thái quá nhằm trì hoãn những sự thăng tiến này, thì hãy dừng ngay việc giữ con tin theo cách nhỏ mọn của ông. Nếu ông cảm thấy khó chịu khi chúng tôi đang công khai nói về những tác động tiêu cực từ hành động của ông gây ra và nó đang tác động đến quân đội của chúng ta, thì hãy dỡ bỏ lệnh cấm và làm việc nghiêm túc vào. Tommy Tuberville có thể đã gánh chịu một số hậu quả từ việc phong tỏa. Tổng thống Joe Biden hồi tháng 7 đã tuyên bố ông sẽ giữ trụ sở Bộ Chỉ huy Vũ trụ Mỹ ở Colorado thay vì chuyển đến Alabama như người tiền nhiệm mong muốn. Các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết chính sách phá thai nó không ảnh hưởng đến quyết định này. Nhưng mà hành động này vẫn có nghĩa là Alabama sẽ mất đi khoảng 1.400 việc làm và thiệt hại kinh tế lên hàng triệu đô la. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, một tên thượng nghị sĩ Cộng hòa hậm hĩnh lên mặt khi mà đang nắm trong tay chức vụ phụ trách thông qua những thăng cấp trong quân đội. Thực ra ông ta chỉ muốn làm khó chính quyền Biden và những trở ngại từ những lĩnh vực liên quan. Miễn sao gây khó cho Tổng thống Biden là mục tiêu duy nhất của tên đảng viên Cộng hòa đáng ghét này.
kẻ đặt sự an nguy của quốc gia dưới những trò chơi chính trị rẻ tiền, không đáng nhận được sự tôn trọng tối thiểu. Từ phía quân đội và Tổng thống Biden còn cần có những hành động mạnh tay hơn, thậm chí đưa tên thượng nghị sĩ hõm hỉnh này ra luận tội. Thượng viện cần mạnh tay hơn với những tên phá đám rẻ tiền này. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.